cách uống nghệ tươi chữa bệnh và làm đẹp da cực hiệu quả từ thời cổ đại các vị thiền sư và thầy thuốc ấn độ đã xem nghệ là thầy thuốc vàng bởi những đặc tính trị liệu tuyệt vời của nó cách uống nước nghệ tươi chữa bệnh hiệu quả củ nghệ theo đông y gọi là khương hoàng riêng củ nghệ non gọi là uất kim nghệ có vị đắng tính ấm có công dụng sát trùng làm lành vết thương trợ giúp tiêu hóa Thường người ta sử dụng khương hoàng trong trị đau bao tử, làm lành vết sẹo, kích thích tiêu hóa, còn uất kim được sử dụng làm tan máu bầm. Nghệ dùng tốt cho da là dùng bên ngoài, như dùng nghệ tươi bôi đắp lên chỗ vết thương đang lành để không hoặc giảm bị thâm, bị sẹo. Uống nghệ giúp kích thích tiêu hóa vì trong nghệ có một số tinh dầu. Uống nghệ cũng giúp làm lành thương tổn vết loét bao tử. Thường người ta sử dụng nghệ kết hợp với mật ong sẽ tốt cho dạ dày. Xay nghệ thành bột rồi trộn với mật ong để dùng hàng ngày. Nghệ tươi rất khó uống, vị của nó thì không hấp dẫn chút nào, nhưng người ta nói nghệ tươi thì không hợp với những ai có da mẫn cảm hay bị nhiệt, sẽ rất dễ bị dị ứng. Và nếu có uống thì chỉ nên uống một tuần 1 đến 2 lần thôi, không dùng hàng ngày được khi uống cho thêm chút mật ong và ép lần nào nên uống hết ngay lần đó, không nên để lâu. Có cách ép nghệ tươi bảo quản được lâu đó là ép xong bạn cho ít muối vào nước nghệ ép, sau đó cho vào tủ lạnh bảo quản rất lâu. Có một bác sĩ đông y nói với mình là bảo quản được đến cả năm trời. Sau, đó mỗi buổi sáng uống mấy thìa, cho thêm tí mật ong vào, giống như nước hoa quả vậy. Mình chỉ ngại cơm gọt vỏ và ép rồi rửa máy ép. Nhưng mà rửa bằng nước rửa bát cũng mau sạch lắm. Hoặc trước khi ép, bạn cho một thìa mật ong vào thì nó đỡ dính màu vào máy ép. Ép xong, bạn lấy vải màn, lọc hết váng dầu và cạn đi. Uống được nghệ thì da cực đẹp luôn. Chúc bạn sức khỏe!